Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên đường Tây Yên Tử hướng đi thành phố Bắc Giang. Thì cái đường này ngày xưa nó là đường bê tông, nhưng bây giờ đã được nâng cấp và đang được giải nhựa. Đây là cập nhật cái tiến độ mới nhất của đường Tây Yên Tử, mời các bạn đón xem. Thì đường Tây Yên Tử nó xuất phát từ thành phố Bắc Giang, đi Sơn Động các bạn nha, đi qua thuộc các xã như đi qua thành phố này, đi qua Tân Dân, Lục Lam và Lục Lam, Lục Ngạn, đi theo hướng Sơn Động và cuối cùng là sẽ hướng lên chùa Yên Tử, gọi là Tây Yên Tử. Thì là tỉnh Bắc Giang được đầu tư cái đường này để hướng mở rộng du lịch từ thành phố Bắc Giang cũng như từ quốc lộ 1A có thể đi lên Tây Yên Tử. Thay vì các bạn đi từ Quảng Ninh thì các bạn có thể đi qua chùa Yên Tử đi từ hướng Bắc Giang. Thì cũng có rất nhiều cái khu di tích cũng như là chùa Đức La, gọi là chùa Vĩnh Nghiêm, hay là nơi lưu giữ những cái mộc bản của Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì được lưu giữ ở chùa Vĩnh Nghiêm hay gọi là chùa Đức La đấy. Thì cái cung đường Tây Yên Tử này nó rẽ phải từ thành phố Bắc Giang đi đến có một cái biển chỉ dẫn rẽ phải, thì vào khoảng 5 cây nữa thì sẽ đến chùa Vĩnh Nghiêm, Đức La. Thì cái cung đường này nó cũng là một thêm một cái sự lựa chọn nữa cho các bạn, nếu như các bạn không muốn đi đường Quảng Ninh cũng như là từ phía Lạng Sơn đi đường này thì sẽ rất là gần hơn rất là nhiều, hoặc là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội cũng được, đi đường này cao tốc xong rồi đi đường Tây Yên Tử, đi đến Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Cũng có cáp treo, cũng có một số cái danh lam thắng cảnh mới. Và bên này thì cái chùa đỉnh Thiêng Yên Tử ấy thì nó nằm trên đỉnh một quả núi, thì là phía một bên là Quảng Ninh, một bên là Sơn Động của Bắc Giang. Nên các bạn có thể nói như vậy để các bạn hình dung cho nó dễ hiểu. Và cái điều đặc biệt nữa là rất ít bạn nghĩ rằng Yên Tử thuộc Bắc Giang. Như vậy thì sau cái video này các bạn cũng đã hiểu một phần rằng Yên Tử nó thuộc địa phận cả Bắc Giang và Quảng Ninh. Bắc Giang và Quảng Ninh các bạn nhé, xin lỗi, Bắc Giang và Quảng Ninh. Và cái đường này là một trong cái đường chiến lược để đi qua Tân Dân, Lục Lam và đi các cái huyện Sơn Động đấy, để đi lên Tây Yên Tử. Đường này trước thì được giải bê tông và cũng mấy năm rồi, và nay được nâng cấp để là giải nhựa để mọi người đi nó êm hơn, đỡ ồn, đỡ hại lốp hơn. Và cái tiến độ cũng đang được thực thi để các bạn thấy mặt đường cũng đang được giải một lớp nhựa đi sẽ rất là tốt. Mà hai bên này đã được hoàn thêm đèn led, đèn cao áp bằng led, thì là sau đó thì sẽ được gọi là kẻ vạch cắm biển thêm để làm sao chúng ta đi một cách an toàn nhất. Thì cái hướng mình đang đi đây là hướng về thành phố các bạn ạ. Đây hướng đang đi mình đang hướng về thành phố Bắc Giang. Có thể nói là một trong những cái đường này là đường rất là chiến lược, đường Tây Yên Tử. Thì qua cái khu từ thành phố Bắc Giang qua đây thì nó sẽ qua Big C để qua cái khu đô thị mới của tỉnh Bắc Giang, được mở sang bên này. Ủy ban công an thành phố cũng được chuyển sang bên này, công an tỉnh cũng được chuyển sang bên này, nó cũng đang xây dựng, nên là cái đất cũng như cái giá đất ở khu này nó cũng đang biến động rất là lớn, và cũng là một cái cơ hội rất lớn cho các bạn đầu tư. Phải nói là con đường này sẽ mở ra xuyên suốt, đây là cách thành phố 4 cây nữa, nó xuyên suốt cả một chặng đường qua các huyện, nhiều huyện, để qua Tân Dân của huyện Dũng, qua huyện Lục Lam, và đi đường Lục Lam, đi đường này rất là gần Lục Lam, Lục Ngạn, giờ cũng đi đường này chứ không đi cái đường cũ kia nữa. Phải nói là nó là một cái trục đường xuyên suốt các huyện, và đặc biệt là nó sẽ dẫn thẳng lên đường Tây Yên Tử để lên đỉnh Thiêng Yên Tử đi qua đường Bắc Giang. Rất nhiều bạn không biết cái điều này, thì sau đây các bạn xem video này thì đã hiểu thêm cái đường chiến lược Tây Yên Tử này nó có ý nghĩa rất tốt đối với tỉnh Bắc Giang cũng như người dân ở cái khu vực này. Đây là mình đang đi có cầu Văn Sơn, đường đây cũng đang bắt đầu nâng cấp, mà cái hai bên sườn họ đang trồng cây hoặc là san lấp, và cái hàng đèn này nó cũng mới làm thôi các bạn. Đây,
trước là không có đèn nét ở đâu, bây giờ có, nhìn rất là đẹp mà sáng, cộng với thêm vạch kẻ đường vào đi quá tốt, đường này cũng mở ra, nhưng mình trải ra mở rộng gấp đôi như này nữa thì tốt hơn, nhưng dù sao chẳng nữa thì như vậy cũng là đã khá là tốt so với cái đường cũ kia rồi. Đây là trụ sở làm việc công an tỉnh Bắc Giang, bên tay phải mình đây, bắt đầu từ đây đã thuộc thành phố rồi các bạn nhé. Đây tòa án này cũng được chuyển về bên này rồi, tòa án tỉnh này vậy. Cái tòa màu vàng đang xây sau cây này đây, cái tòa án tỉnh này được xây, được chuyển về bên này rồi các bạn. Đấy, tòa án tỉnh, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chuyển về bên này rồi. Đấy, còn từ đây bắt đầu đường đôi này, có giải phân cách cứng luôn, còn đằng kia thì chỉ có vạch kẻ đường thôi. Bên này có đất rất là rộng các bạn nhé, ao hồ rất là rộng. Ai mà thầu cái ao này 55 thì bây giờ trúng to, tiền rơi trúng đầu. Ở ngoài đây thì hai bên này nó cũng chưa được đấu giá đất, cũng chưa xây dựng, có một số địa điểm là làm cây xăng thôi. Thì qua cái chỗ này là có một ngã tư, ngã ba thì chính xác hơn, thì ngã ba này nó sẽ là ngã ba đi, ngã ba này sẽ là gọi là đi cầu Đồng Sơn. Đây là đường cua hạn chế tốc độ các bạn nhé, 40-60. Đi quốc lộ 17 thì đi cái đường này sẽ xuống là Song Khê, Lội Hoàng rồi đi, sau đó đi đường cao tốc ra đây, quốc lộ 37 đây. Đây, đây có một cái cầu, còn rẽ phải là về thành phố. Cua vòng thì đây có vòng xuyến thì là sẽ về đường Đồng Sơn các bạn ạ. Mình đây đang đi hướng về thành phố. Bên này họ được mở cái đường bên tay phải này, đây các bạn, chỗ đèn xanh đèn đỏ là có một cái đường, đó là đường đi đi ra đồ, đi ra chỗ đằng quốc lộ 31, 6,3 cây nữa, đường rất đẹp, đường ra đường cao đẳng Việt Hàn là đường này luôn, bãi ổi ấy, đi đường bãi ổi này đây này. Để khu này, chỗ này thì này chưa được giải nhựa các bạn này. Thì nếu mà cái đường này nó chờ lún xong rồi, giải bê tông xong rồi mà làm giải nhựa thì đi tuyệt vời luôn, không bao giờ lo ổ trâu ổ gà nữa, bởi vì nó đã có 2 đến 3 năm sự chờ xử lý lún, tức là đường đi lại xe ô tô các loại đi lại rồi, nó lún hết rồi thì đây không phải lo gì nữa. Đây bắt đầu gần đến Big C rồi các bạn. Ủy ban thành phố cũng được chuyển sang bên này rồi. Đây, cái cột đồng hồ màu vàng ở bên tay trái các bạn, đấy là, đấy tòa nhà màu vàng ấy là ủy ban thành phố. Các bạn nhìn rõ. Đây, đây chính là ủy ban thành phố. Ủy ban thành phố ấy. Ủy ban thành phố cũng được chuyển sang bên này, mới bắt đầu chuyển thôi. Đấy, ủy ban thành phố khá đẹp luôn. Thôi nhưng mà mình sẽ đi về hướng thành phố chứ mình không quay ngược lại nữa. Ủy ban thành phố thì đã chuyển sang bên này với 3 khối nhà, 2 khoa, 2 khối nhà ở cơ quan hành chính và một cái tòa gần như là trung tâm hội họp gì đấy. Bên này đất Big C. Big C được chuyển sang bên này. Bên này là có khu đất Big C là được rất nhiều người quan tâm ở đấu giá, đất nó lên cao ngút trời luôn. Có cái dở nhất là cái đường này, nó có cái cầu từ đường cao tốc vào đây là nó, nếu như lưu lượng xe đông thì sẽ dễ gây tắc. Đây là khu Big C. Big C ngày năm nằm ngay đầu thành phố và nằm ngay chân cầu vượt đây, cái tòa màu xanh kia chính là Big C các bạn. Đấy. Thì ngày nghỉ thì mọi người từ các nơi cũng đổ đến đây mua hạt đồ, cũng như là người dân từ các huyện cũng lên chơi ở trên này. Trong đây cũng có mua sắm và vui chơi trẻ con. Đây là cái cầu vượt từ đường cao tốc cũng như từ khu bến Big C. Từ như Hà Nội về thì phải đi qua cầu vượt này mới vào thành phố. Nó
vòng vèo một chút, nên là nếu như trường hợp mà Big C người ta đổ ra mua sắm nhiều thì hay tắc đường ở khu cái cầu ấy. Đây là đường các bạn đi từ Hà Nội về thì chắc chắn phải đi đường này. Nó có nhiều đường nhưng mà đường này vào trung tâm thành phố đi Boxy là hay đi đường này. Còn một con đường nữa là đi qua đường Mỹ Cầu Mỹ Độ, còn vượt cao tốc vào trung tâm thành phố các bạn. Đây bắt đầu từ đây là bắt đầu vào thành phố. Đây là đường Hùng Vương các bạn nhé. Đầu thành phố đây, đây là bên tay phải là đó là công viên Hoàng Hoa Thám. Bên tay trái là có cây xăng với cả siêu thị Viettel. Đây em sẽ đi bên này. Chỗ này thì nó phân làn là đi thẳng để trái, là để trái đi sát bên kia, còn đi thẳng thì đổ bên này. Công viên Hoàng Hoa Thám. Đây là đường Hùng Vương. Đường Hùng Vương là một trong những đường khá to của thành phố Bắc Giang. Tuy nhiên thì nó đến cái chỗ bưu điện kia thì nó lại thu vào. Ở đây người dân người ta hay gọi là khu này là khu 9 tầng vì có cái tòa nhà chữ sao xe mắt bảo kia, là cái tòa nhà liên cơ quan 9 tầng thì đi xe khách thì ở đây có bến xe buýt thì mọi người hay xuống ở cái đoạn này. Đây gọi là bưu điện 9 tầng, có bưu điện màu vàng kia. Cái tòa nhà 9 tầng này gọi là bưu điện 9 tầng thì mọi người hay đỗ ở đây. Nếu như các bạn đi xe bíp cũng như phía đối diện cũng có xe bíp để các bạn đi. Cái tòa màu vàng kia là bưu điện các bạn nhá. Đi thẳng đây sẽ vào khu Mường Thanh rồi ở khu quảng trường. Đây sẽ mình sẽ đi vào khu quảng trường cũng như vào khu Mường Thanh cho các bạn xem nhé. Ở quảng trường thì đấy là trung tâm rồi. Tỉnh nào cũng vậy thì mình sẽ đi thẳng vào cái khu quảng trường cho các bạn xem. Đường Hùng Vương rất tiếc là không được thẳng bởi vì là có cái bưu điện này nó bị xây trước nên là quy hoạch nó không được như ý lắm. Ban tỉnh ở bên tay trái và các bạn luôn. Và đến đây sẽ là đi vào quảng trường, đằng trước màu trắng kia đó là Đại Hoàng Sơn. Ngày xưa gọi là nhà khách tỉnh nhưng bây giờ chuyển cho một cái đơn vị khác và Đại Hoàng Sơn xây một cái tòa nhà rất to và nhà khách tỉnh ở đằng sau được xây dựng đằng sau. Đây ngã tư đèn xanh đèn đỏ này mình sẽ rẽ phải. Chỗ này thì đèn xanh đèn đỏ được rẽ phải thì các bạn sẽ ra quảng trường. Đây, lối đi quảng trường đó là đường Hoàng Văn Thụ. Ở khu quảng trường này thì có tập trung rất nhiều ở khách sạn, cũng có một số nhà hàng, rồi thì đặc biệt là các quán cà phê thì rất nhiều. Nếu như các bạn là từ tỉnh khác thì đến đây uống nước hoặc là ngóng nghía thì là đến khu quảng trường này thì buổi tối cũng khá là đông đúc. Ở khu quảng trường này tập trung khá là đông và sát liền quảng trường đằng sau đó là bên sườn đó là liên cơ quan. Thì mình sẽ quay qua cho các bạn xem. Vâng thưa các bạn, ở đây quảng trường thành phố Bắc Giang thì đây là trung tâm của thành phố Bắc Giang các bạn ạ. Đây là khu quảng trường, quảng trường 3 tháng 2 hay gọi là quảng trường thành phố Bắc Giang. Ở kia có trung tâm hội nghị, ở đây có nhà khách tỉnh bên tay trái, còn hai cái tòa màu kia là trung tâm hành chính công của tỉnh Bắc Giang. Thì các bạn thể hình dung là khu quảng trường này tập trung rất nhiều các cái quán xá cũng như là các cái cơ quan của nhà nước của tỉnh, trong tỉnh Bắc Giang. Cái tòa màu trắng kia đó là nhà khách tỉnh. Mình sẽ quay một chút ít cái khu vực quảng trường cho các bạn xem. Thì đây là cái trung tâm nhất rồi.
chỗ màu trắng này nó gồm hai khối nhà, gồm nhiều khối nhà nhưng gồm hai khu, đó là khu đây, cái nhà này là khe tỉnh, còn bên đằng sau đằng trước kia thì là mặt đường Hùng Vương thì là của Đại Hoàng Sơn. Ngày xưa cả cái khu đất này thì đều là của khe tỉnh, nhưng nay đã họ đã xây dựng lại và thành một khu nhà khách tỉnh và cả Đại Hoàng Sơn, khu đô thị. Để mình sẽ vào cho các bạn xem nhé. Trong này có cả đám cưới thì các bạn tổ chức tiệc cưới thì cũng tổ chức ở đây được. Đây nhà khách tỉnh. Sâu đằng kia thì đó là quảng trường gồm trung tâm hội nghị cũng như là khách sạn Mường Thanh. Đây là Hub Pro này các bạn này. Khu vui chơi rồi trong này có khu vui chơi thương mại. Có cái tòa nhà mà có hai cái mái chìa ra đó là trung tâm hội nghị. Thì ở khu quảng trường này rất đẹp các bạn này. Tập trung khá nhiều các cái cửa hàng cũng như khách sạn ở đây. Quảng trường này nó có bãi cỏ nhìn rất là đẹp luôn, kiểu mô phỏng như quảng trường ở Ba Đình ấy. Còn đây là cái trung tâm hội nghị của tỉnh. Trung tâm hội nghị của tỉnh, trong này hội nghị họp hoặc các cái các bạn cũng có thể thuê ở đây được. Nếu như các bạn có nhu cầu thuê thì vẫn thuê các cuộc đấu giá đất hoặc là lái thử xe, rồi thì cái hội nghị thì đều diễn ra ở đây. Xung quanh này thì có rất nhiều các cái quán cà phê, quán ăn để các bạn có thể ăn uống cũng như đến đây chơi. Thì đây có một quán này, chỗ này rất là rộng để mọi người có thể đến đây uống cà phê, để xe đây. Còn đây là Mường Thanh này các bạn này, Mường Thanh Bắc Giang ở vị trí quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Mường Thanh Bắc Giang, đây mình sẽ lượn vào một tí cho các bạn xem nhé. Thanh, khách sạn Mường Thanh Bắc Giang. Khách sạn này cũng không to lắm, bé, 4 sao thì phải, chưa được 5 sao. Đây có thể nói là một trong khách sạn 4 sao đầu tiên của tỉnh Bắc Giang. Thì đợt tới này sẽ ở đây còn sẽ ở khu đường Quế Văn Cừ sẽ xây thêm khách sạn 5 sao nữa. Có thể nói là đây là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên của tỉnh Bắc Giang, còn đây là khách sạn 4 sao đầu tiên. Rồi một lần nữa xin cảm ơn các bạn và mình xin dừng video ở đây. Mình đi uống cà phê với mấy đứa bạn mình đây. Cảm ơn các bạn nhá. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh giúp em nhá. Cảm ơn các bác.